Chào các bạn đã quay trở lại với mình. Bây giờ hiện tại mình đang ở Nam Bà và mình sẽ quay cái bích cường camera cho các bạn xem. Đây là bích cường camera nha các bạn. Nó có rất là nhiều cửa nhưng mà mình đi hay đi cửa này. Bích cường camera tầng dưới đó, ngày xưa thì nó sẽ có những cái cửa hàng nó làm về sim á, các bạn có thể đăng ký sim tại chỗ này, nhưng mà bây giờ nó dời đâu rồi mình cũng không biết nữa. Thay vào đó thì là những cái cửa hàng thuốc này nọ. Ở đây thì các bạn có thể mua miễn thuế nếu mà có hộ chiếu du lịch dưới 6 tháng. Nó có rất là nhiều mỹ phẩm. Những cuối đường này là một cái cửa hàng nó bán về xe đạp. Bây giờ thì mình sẽ đi lên tầng 2. Hôm nay mình đi đây là mình mua một cái món đồ rất là thích của mình, sở thích của mình. Là cửa hàng lưu niệm. Là cửa hàng lưu niệm, ở bên này nó bán giày. Giày này cũng khá là ok. Mình cũng có từng đi mua giày trong này với Senpai rồi. Giờ mình đi lên tầng 2. Tầng này thì nó chuyên về camera và đồ điện tử, đồng hồ nè, tai nghe nè. Mình mua máy ở đây, mình mua một cái máy ảnh Fuji XT30. Mua cái máy này. Hôm nay mình có tiền mình sẽ mua thêm một cái lens nữa, nhưng mà chắc là còn lâu lắm. Nó có cả flycam và nhiều lắm, cả ba lô máy ảnh đó, các bạn cần thì lên đây thì sẽ xem, nhưng mà giá nó hơi chát. Thứ nhất là mình nghĩ là mua thì chắc là đặt Amazon thì nó sẽ ok hơn. Không, tầng này nó tập trung chủ yếu về máy ảnh nè, rửa ảnh nè, đồng hồ, những đồ điện tử kiểu vậy. Nó bán rất là nhiều đồ này, cả kiểu pro các kiểu ở đây. Đây là cái buồng, hình như là khi mà mình mua flycam máy bay á, máy bay mà quay phim á, thì nó sẽ cho mình bay thử ở đây hay sao. Nên mình sẽ mua con này. Bây giờ mình nhờ mình khi nó đi xem giùm để mình mua cái máy cái này. Bây giờ nhân viên đi lấy rồi thì nó dễ lắm, mình chỉ cần tự tôi muốn mua, xong rồi cái là nó sẽ kiểm tra, nó sẽ lấy cho mình, xong rồi mình tính tiền.
nếu mà thằng nhân viên tốt thì nó sẽ có bảo hiểm này, rồi có mày làm thẻ như thế này nó sẽ giúp cho mày đó thì nọ, nó sẽ giải thích cho mình rất dễ hiểu. Thì mình có thể mua ở đây hoặc là mua trên cửa hàng store của DJI, nhưng mà mình mua đây thì mình được cộng một ít điểm, mà lên kinh kia nó cũng xa nữa, là mình mua đây luôn mà giá nó cũng bằng nhau. Hay. Hay. Mình mua xong rồi nó kêu mình là bảo hiểm hay là sửa chữa hay bị lỗi gì mà muốn sửa chữa đại khái vậy thôi, mình không hiểu hết thì mình phải liên hệ trực tiếp với công ty DJI ở Nhật, cho nên nó sẽ không thực hiện bảo quản hay này nọ la cho mình phải tự la như vậy. Nhưng mà thấy cũng được, tại vì thứ nhất là mình cũng được cộng điểm, thứ hai là giá nó cũng bằng với nhau rồi, nên là mình mua đây cũng được. Với lại mình từng đó, mình lên trên cái trung tâm cửa hàng của này cũng nhiều rồi, nhưng mà hơi xa, đi cũng hơi lội. Mình đi đến đây mình mua cộng điểm nè, cái điểm nó hay lắm, thì bao nhiêu điểm thì mình sẽ tính ra tiền, bao nhiêu điểm là bao nhiêu tiền, xong rồi dùng tiền đó để mình mua trong cái cửa hàng này. Tất cả hệ thống cửa hàng này mình đều xài điểm được, mình có thể mua. Bữa mình mua cái máy ảnh mà mình được hoàn lại tới 3 triệu luôn á. Đây là tầng thứ hai của Big Cường, thì nó chuyên về tivi này, thì cái tên nó là big camera, thì nó chủ yếu là camera trước, sau rồi nó những hàng điện tử nè, những hàng thiết bị điện tử này nọ, tùm lum máy ảnh máy tính.
thì cái chỗ đó nó đang giới thiệu, cái ông đó ông là người sáng tạo ra cái bộ len đó, đang giới thiệu về cái len đó cho dòng điện thoại iPhone. Ông hỏi là các bạn không phải xài iPhone sao? Chẳng hiểu nữa. Tại nghĩa là nó ok, mình thấy được lắm á. Nó xài cho iPhone XS Max rồi gì, camera hai cái camera dọc á, nó vẫn có len theo dọc chung. Mình thấy hơi lạ, tại nó đang có sự kiện, mình thấy nó phát tới rồi quá trời. Giờ mình lên tầng 3. 3 không nhỉ? Tầng 4. Bên này nó quy ước là dưới cùng là tầng 1, xong rồi tầng 2, tầng 3, tầng 4. Của mình thì là tầng trệt, tầng 1, tầng 2, tầng 3. Mình không biết ở đây có bao nhiêu tầng á, để mình xem. Ở đây nó có tới 9 tầng. Tầng này thì nó bán về máy ảnh nè. À lộn. Này nó sẽ bán về máy tính. Nó cả có trưng bày của Apple nè, các cái dòng máy chơi game nè, rất là tuyệt luôn. Phía sau kia nó có chỗ thu mua lại camera và thiết bị điện tử mà mình muốn bán lại á. Cái này nó sẽ có thu mua phía sau, quầy phía sau chỗ kia. Nó sau chỗ kia kìa, nó sẽ bán lại. Ở đây là dàn máy game nè, nhìn mà ghiền. Sướng chưa? Ước mơ một thời của mình. Bán này tùm lum đồ. Giờ mình nói mình phân loại ra hết đống này chắc mình không biết nói sao nữa, nhiều lắm luôn. Tại mình không đi hết được cái này luôn á, từ hồi qua đây tới giờ. Mình vào đây được hơn năm rồi mà mình chưa đi hết được cái trung tâm mua sắm này. Bây giờ mình lên tầng 5. Hôm nay thì mình muốn quay thật kỹ cho các bạn xem, nhưng mà nguyên một cái tuần này luôn mình chỉ được nghỉ có ngày chủ nhật thôi. Và mình phải dắt anh công ty để đi siêu thị Mỹ nè, siêu thị Costco á, mà bữa mình nói á. Rồi mình có hẹn với một người bạn nữa, là mình sẽ quay nào đó cho các bạn hiểu đại khái, biết đại khái về cái trung tâm mua sắm thôi. Mình thấy nó rất là rộng ở trên Nhật luôn á, ở Nhật Bản luôn á. Đây là tầng 5 nè, nhớ mình là tầng 4 đó. Mình thấy các bạn như là đồ thể thao đó. Đồ thể thao nè, đây nó bán đồ thể thao nè. Máy rung nè, đánh mỡ bụng nè, massage nè. Này máy đo cả cân nữa. Như thế này nó tầng này nó về sức khỏe hay sao? Tầng này nó về sức khỏe. Máy massage mặt nè. Máy massage này các bạn, mắc tiền lắm á, nhìn vậy thôi đụng vô là phỏng tay luôn. Máy cạo râu. Bây giờ thì mình đi lên tầng 6, tầng 7, tầng 8, tầng 9. Ồ nhiều thế.
Thôi mình lên tới tầng 6 là hết rồi. Đi hết nổi rồi. À, tầng 6 thì nó bán cũng tương tự với tầng 5, nó bán cái đồ trong nhà, đồ cơm điện, nội thất, cái quạt máy lạnh. Mình lên tầng 7 tiếp luôn đi. Ở đây người nước ngoài nhiều lắm, là người Trung Quốc á, đi đâu cũng nghe thấy tiếng người Trung Quốc hết. Người ta mua, người ta đi du lịch người ta mua quá trời, tại vì người ta có thẻ, có hộ chiếu á, xong rồi nó được giảm thuế, xong rồi người ta mua quá trời luôn, xong rồi xách về. Có người mình thấy cầm nguyên cả một danh sách luôn, xong rồi đi mua từng cái xong rồi ra ngoài á, banh vali ra, xong rồi kiểm từng cái gì đó. Tầng 7 cũng giống vậy luôn, nội thất luôn nè, đèn điện nè, giường nè, máy game. Máy này mình cũng có một cái nè, cái này nó bán game, đồ chơi con nít, mấy mô hình phê lắm. Nè chưa, mình lên tầng 8 luôn. Tầng 8 thôi. Cái tầng này là lần đầu tiên mình lên nè. Mình chưa lên đây bao giờ á. Cũng là đồ nội thất rất nhiều. Cái này là cửa hàng shop cho Miên á. Mình có quay một cái clip về cửa hàng shop cho Miên rồi. Không ngờ trên này cũng có một cái cửa hàng shop cho Miên rồi. Cái này hàng shop cho Miên thôi. Mình qua bên này thôi xem. Bên này là Big Camera Outlet. Đây những cái đồ nó sẽ bán rất là rẻ. Chân máy này được con 100 ngàn, trời, 100 mấy ngàn. Thì outlet này đọc là Autoletto. Nó bán những cái cửa, cái đồ là đồ mới, nhưng mà giá nó sẽ thấp hơn, tại vì nó là cái hàng đã kiểu như là nó muốn đẩy ra ngoài để cho nó ra hàng mới á, đẩy kho ra ngoài, như mình gọi là sale, được sale hàng cũ kho, tồn kho rồi xong rồi lấy hàng mới về, nên là cái giá nó sẽ tụt xuống một tí so với ngoài rẻ. Nó sẽ có ở đây, bên mình nó có một cái trung tâm luôn, một cái khu lớn luôn ở gần sân bay á. Là nó chuyên, nó là Autoletto luôn, người ta gọi là đông lắm, nó có lớn lắm, nó có bán giày dép quần áo các hãng lớn bự cho nó hóa trời luôn. Mình thì đi đó một lần hai lần rồi, khi nào mình có gì mình sẽ quay cái đó lại cho các bạn xem. Đây là tầng 9 nè, tầng cuối cùng nè, tầng này bán quần áo mà nhìn xịn tái đó, cũng outlet luôn nè, đồ vest nè. Đồ quần áo thôi. Giờ mới lên tới đây á, hết rồi. Hết thang máy rồi. Tầng cuối cùng rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống. Mình đã show hết đại khái phần nào đó rồi. Rất là tuyệt luôn. Bây giờ mình phải có hẹn với bạn, mình phải đi rồi. Mình sẽ cho bạn ở nhà sau. Ok, giờ mình đi nhé. Thì bây giờ mình đang ở nhà đây, thì mình đã quay clip đó hôm qua rồi, nhưng mà hôm qua mình về mệt quá xong mình ngủ luôn, hôm nay mình mới rất là làm. Thì Bích Cừ Camera thì nó như vậy đó, mình
cảm nghĩ được như vậy thôi. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào và suy nghĩ như thế nào về cái video của mình thì hãy comment bên dưới nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Tạm biệt.